bà Nguyễn Thị Nhàn làm nghề đưa đò ở ấp 5, xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Bà cho biết, ban đầu đàn cá chỉ có vài chục con cứ quanh quẩn dưới căn nhà sàn nơi bà đang ở. Thấy vậy, mỗi bữa ăn cơm, bà Nhàn đã giải xuống cho chúng ăn và cứ thế đàn cá càng lúc càng nhiều. Đến nay đàn cá lên đến hàng nghìn con, có những con to vài kg. Đặc biệt bà Nhàn chỉ nuôi chứ không hề bắt. Dạ đúng rồi. Theo chia sẻ, mỗi ngày bà Nhàn phải tốn gần 100.000 đồng mua gạo để nấu cơm cho chúng ăn, thậm chí có những ngày bà nhịn ăn sáng để dành tiền cho cá ăn. Thì cô đến đây thấy nó lại nó bu ở đây cũng hồi đó còn nhỏ nha. Rồi cô thấy nó cũng tội nghiệp quá, cô để cơm nguội cho nó ăn rồi thấy bu nhiều quá cái cô mới mua thức ăn, mua gạo á, gạo rẻ 6.5 ký á cô cho nó ăn. Rồi thấy nó lại đây nhiều càng ngày á càng đông thì cô thấy như mới đầu có 2 ký rồi lên tới 5-6 ký, ngày 6-7 ký luôn. Rồi cô nấu cô vẫn cho nó ăn bằng cái nghề đò này nè. Là mỗi năm mỗi đấu một lần. Rồi cô nuôi đây á, là dự định là mà nửa sau này á, miễn mà cô không có đậu á, thì cô sẽ làm sao mà kéo nó đi ra sông cái cô phóng sanh nó chứ giờ sao giờ. Cô ở đây cô không có, cô nuôi này không phải là kinh doanh mua bán. Có cá sim nữa nha, cá sim á chứ. Có cá sim khoảng, sim trắng khoảng 1-2 ký một con á. 2 ký mốt một con, bữa hổm mấy đứa nó câu mà cô la nó lỡ dính một con. Việc làm đáng trân quý vì bảo vệ được nguồn lợi thủy sản tự nhiên đang ngày một cạn kiệt như hiện nay.